Rồi Đây ha. đây. Ở nhà thích nhất á, là cái không gian bếp siêu rộng nha anh chị. Và hôm nay á, em Trung giới thiệu cho cả nhà mình một căn nhà có không gian bếp rất là rộng nè. Sau lưng có giếng trời nè, có nhà vệ sinh đằng sau nè. Và đặc biệt nhà của mình xây một lầu gồm có 4 phòng, có phòng ngủ dưới đất cho cô chú anh chị mình lớn tuổi không đi lên xuống cầu thang được, có phòng sinh hoạt luôn. Và với diện tích là ngang cho 4 mét nè, dài cho 16 mét, 17 giá trước, ngang 4 mét nè, dài cho 17 mét. Và cái giá cũng cực kỳ hấp dẫn luôn nha anh chị, chỉ đúng 1 tỷ 200 triệu thôi, anh chị mình không nghe lầm đâu. Căn nhà ngang 4 mét, dài cho 17 mét, 4 phòng ngủ xây một lầu, giá chỉ đúng 1 tỷ 200 triệu và thương lượng trực tiếp với chú Sơn luôn. Và sau đây em Trung xin mời cả nhà mình cùng tham quan chi tiết xung quanh cũng như là căn nhà của chú Sơn ạ. Dạ em Thành Trung xin mến chào anh chị, rất vui được gặp lại cả nhà mình trên kênh Nhà Đất Bình Chánh Thành Trung. Và đây là cái không gian trước nhà của chú, đó anh chị thấy không? Bà con ở rất là đông đúc san sát nha. Đường nội bộ của mình đó là đường 4 mét nha anh chị. Và bà con xung quanh đó là mình cũng có lót gạch trước nhà nè. Đó, cho căn nhà thật là đẹp, thật là sạch sẽ luôn. Và đây, em xin mời anh chị cùng em xem cái mặt diện nhà của chú nha. Đây, một cái mặt diện mẫu nhà rất là đẹp luôn. Xây một lầu nè, gồm có 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh và có giếng trời sau lưng luôn. Với giá 1 tỷ 2 thì em tin chắc với anh chị là sẽ không có căn nhà nào mà nó có giá rẻ hơn đâu. Thì từ nhà mình đó, ra quốc lộ 1A đâu đó tầm khoảng 1 km thôi. Rồi từ nhà mình đó, mà đến chợ Bình Chánh nè, cũng như là chợ nhà thờ Bình Chánh nè, thì đâu đó tầm khoảng 2 km là tới. Và đây là cái phòng khách của nhà chú nè, anh chị thấy không? Cực kỳ rộng rãi luôn. Và đây em chị thấy cái bức tranh bên đây nè, nó bức tranh những con cá rất là đẹp luôn. Và anh chị khi mà mình thấy cái tường mình có khoét như vậy á là anh chị biết là nhà mình là tường riêng nè, nó tường riêng ha, tường 20 nó mới có khoét cái lỗ giống vậy để anh chị mình có thể để những đồ trang trí. Thêm vào đó đó là xuyên suốt căn nhà luôn, lót gạch rất là cao luôn nha, dưới nền cũng vậy, nó gạch cũng cực kỳ sạch sẽ luôn. Nói chung chú ở nhà rất là kỹ nên chị mình cứ yên tâm luôn. Ở trên đó là hệ thống đèn led nè, giật hợp thạch cao xuống cực kỳ đẹp luôn. Và phòng khách thì nói rồi quá rộng rãi luôn. Căn nhà này mình xây là xây cho 17 mét là xây hết đất luôn, nên chị thấy nó cực kỳ rộng nha. Phòng khách cũng rộng nè, phòng bếp cũng rộng. Và thêm một cái nữa là nhà mình 4 phòng ngủ, sẽ có một phòng ngủ dưới đất nha, dành cho những cô chú anh chị hoặc là những mẹ bỉm sữa đó không tiện đi lên xuống cầu thang á, thì mình có căn phòng để mình ở dưới sinh hoạt luôn. Tường hai bên cũng vậy nè, xuyên suốt toàn bộ căn nhà luôn. Trong bếp thì được một cái là tường á sẽ lót gạch cao hơn, xung quanh son xuyên suốt hết trơn luôn. Đây nhìn chị thấy nè, một không gian bếp rất là rộng rãi luôn. Tường trần bếp cũng rất là đẹp nha anh chị, cũng là giật hợp thạch cao luôn, có đèn ngủ đèn led nè. Mặt bếp đó là mình sử dụng đá hoa cương nha. Còn tủ bếp đó là hiện tại là tủ gỗ nha anh chị, và cũng rất là sạch sẽ luôn. Chú cũng rất là kỹ nha, chú làm một cái tấm để cho khói bụi nó bám lên cái tấm kính nè, nó không có bám vào tủ bếp luôn, cực kỳ ok. Nước ở đây à, em Trung quên nói với anh chị nha, nước là nước thủy cục và điện á, là điện nhà nước nha, và điện nước riêng biệt hết luôn. Mỗi nhà có một đồng hồ điện riết nước riêng, đồng hồ điện riêng, đồng hồ nước riêng cho anh chị mình sử dụng thoải mái luôn. Rồi sau lưng nhà thì mình có cái khoảng giếng trời nha, tại vì chú lớn tấm kính á, nên nước nó bị dính trên đây nó hơi thấm chút xíu, nhưng mà cái này mình xử lý được nha anh chị. Cuối nhà có một cái nhà vệ sinh và bếp rộng rồi, phòng khách rộng rồi, chắc chắn nhà vệ sinh sẽ siêu rộng luôn nha anh chị. Anh chị mình xem nè, nhà vệ sinh rất là rộng luôn nha, cực kỳ rộng rãi luôn, gạch lót rất là cao luôn nha. À, quá êm luôn ha. Cuối nhà thì mình để được cái máy giặt nữa. Nói chung căn nhà quá rộng luôn, với giá 1 tỷ 2 thì em Trung nghĩ là nó cực kỳ hiếm, cực kỳ là khó kiếm luôn nha. Và sau đây em Trung mời cả nhà mình cùng lên trên tầng trên để xem 3 phòng ngủ trên như thế nào nha. Vậy em mời anh chị ạ. Cầu thang là tay vịn bằng gỗ nha anh chị. Còn từng bậc cầu thang á là mình sử dụng đá hoa cương luôn, nó rất là đẹp, rất là sạch sẽ, đi rất là êm chân luôn. Ở trong này đó là wifi cũng tới nơi nè, điện nước tới nơi nè, nói chung là đầy đủ tiện ích hết cho anh chị mình luôn. Thì cái địa chỉ chính xác của mình á là ở ấp Phú Ân, xã Phú Ân, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An nha anh chị, giáp sát ranh với Bình Chánh luôn. Từ đây anh chị mình ra chợ Bình Chánh chưa tới 3 cây số là tới luôn. Và đây là không gian tầng 1 của nhà mình thì gồm có 3 phòng ngủ. Đây đầu tiên chị thấy nè, đây có một phòng ngủ nè, đó phòng ngủ rất là rộng nha, cực kỳ ok luôn. Gia đình 10 người mà ở căn nhà này thì em Chung nghĩ là cũng dư sức luôn. Và đây là phòng ngủ thứ hai nè, sau lưng đó sẽ là nhà vệ sinh nha. Nói chung là bây giờ phòng nhà của người ta đang ở á nên em Trung hơi ngại vào phòng tí xíu, anh chị mình thông cảm. Và đây em xin mời anh chị cùng em xem phòng ngủ thứ ba. Phòng ngủ thứ ba này mình có một cái nhà vệ sinh ở trong phòng ngủ luôn nè, đó cực kỳ ok luôn nha. À, quá đã luôn ha. Rồi ngoài trước đây thì mình có nè cửa sổ nè, rồi mình sẽ có cái cửa ra ban công nè. Và ngoài ban công á chú trồng rất là nhiều cây cảnh luôn, đây em mời anh chị xem. Rồi xung quanh nè, bà con ở thì rất là đông đúc sung túc luôn nha.
một mẫu nhà thật là lý tưởng cho gia đình mình đúng không chị? Thì ông Trung xin tổng hợp lại thông tin nha. Nhà với diện tích là ngang cho 4 mét nè, dài cho 17 mét, xây một lầu gồm 4 phòng ngủ nè, 3 nhà vệ sinh, tường riêng, cột riêng hết luôn. Và hiện tại chú Sơn đang rất là kẹt tiền nên chú bán với giá chỉ 1 tỷ 200 triệu thôi. Đúng 1 tỷ 200 triệu, không phát sinh bất cứ chi phí nào hết. Nếu anh chị cảm thấy căn nhà đẹp nè, phù hợp với túi tiền á thì hãy tới chợ Bình Chánh rồi gọi điện thoại cho em Trung. Em Trung sẽ dẫn mình vào để gặp chú Sơn rồi mình có thể là thương lượng trực tiếp với chú luôn à. Em Trung xin cảm ơn anh chị nãy giờ đã bỏ thời gian ra xem hết video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo ạ. À.